Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Giới siêu giàu cũng bị ảnh hưởng khi nhà đất suy thoái. Nhiều huyện Hà Nội dồn dập đấu giá đất ở. Thành phố Hồ Chí Minh sắp có thêm hàng ngàn căn nhà ở xã hội. Thưa quý vị, các số liệu gần đây nhất cho thấy doanh số mảng bất động sản hạng siêu sang trên toàn cầu đang trên đà sụt giảm. Theo công ty bất động sản Knight Frank, chỉ có 362 căn nhà hạng siêu sang với mức giá hơn 10 triệu đô la Mỹ được bán ra tại 12 thị trường hàng đầu thế giới trong quý 3 năm nay, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại London, 51 căn nhà siêu sang đã được bán trong quý trước, giảm so với con số 63 căn vào năm ngoái. Tại Singapore, con số này chỉ là 13 bằng 1 phần 3 mức cùng kỳ năm ngoái là 34 căn. Không chỉ vậy, New York cũng chứng kiến tình trạng sụt giảm tương tự. Trong khi đó, Dubai đã vượt qua tình hình suy thoái nói chung khi chuyển nhượng thành công tới 89 căn nhà trên 10 triệu đô la Mỹ, gần gấp đôi con số 58 căn trong quý 3 năm ngoái. Ngoài ra, Geneva, Thụy Sĩ và Hồng Kông cũng chứng kiến mức tăng nhẹ. Nếu xét trên tổng thể, thị trường bất động sản siêu sang vẫn đạt một dấu ấn tích cực khi tổng giá trị các thương vụ đạt gần 31,7 tỷ đô la Mỹ trong vòng một năm qua, cao hơn mức 18,6 tỷ đô la Mỹ của năm 2019, nhưng giảm so với mức cao nhất sau đại dịch là 40,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Theo ông Liam Bailey, nhà nghiên cứu tại Nine Frank, doanh số bán nhà siêu sang khá bền vững so với các phân khúc khác. Sự phục hồi sau đại dịch về kinh tế, di chuyển, giao thương và việc hoàn thiện các tòa nhà mới đã góp phần thúc đẩy doanh số bán hàng. Tuy nhiên, Knight Frank dự báo doanh số sẽ giảm nhiều hơn trong năm 2024, mà nguyên nhân chính là số lượng nhà siêu sang được xây dựng đang giảm đi. Thưa quý vị, sau gần 3 quý ảm đạm, hoạt động đấu giá đất tại các quận huyện ở Hà Nội bắt đầu sôi động hơn. Trong thời gian gần đây, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn vừa cho biết, đơn vị này sắp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại khu đất số 2, thôn Hương Đình, xã Mai Đình với 29 thửa đất có tổng diện tích 3.144 m2. Các thửa đất có diện tích từ 100 m2 đến hơn 147 m2. Khu vực đấu giá nằm gần cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Các thửa đất đấu giá đều là đất ở có thời gian sử dụng ổn định lâu dài, giá khởi điểm giao động từ 2,9 đến 4,8 tỷ đồng một thửa, tương đương 27,8 triệu đồng một mét vuông đến 33,1 triệu đồng một mét vuông, tùy vị trí thửa đất. Thời gian gần đây, nhiều huyện ngoại thành cũng liên tục tổ chức các phiên đấu giá đất. Chỉ từ đầu tháng 12 đến nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất các huyện Mỹ Đức, Ba Vì, Phúc Thọ, Mê Linh, Đan Phượng, Gia Lâm đều đồng loạt thông báo đấu giá đất. Cuối tháng 10, quận Hà Đông cũng đấu giá thành công 20 thửa đất ở phường Vạn Phúc, trong đó giá trúng cao nhất lên tới 170 triệu đồng một mét vuông, thấp nhất 100 triệu đồng một mét vuông. Một số nhà đầu tư còn sang tay ngay sau buổi đấu giá với mức tranh lệch đến hàng trăm triệu đồng một lô. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và giá khởi điểm đối với khu đất đấu giá có giá trị từ 30 tỷ đồng trở lên Thời hạn ủy quyền từ ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025. Sắp tới thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh, phường 12, quận Bình Thạnh nhằm phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo giảnh xuyên tâm. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh, phường 12, quận Bình Thạnh. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch xuyên tâm trên địa bàn quận Bình Thạnh, Gò Vấp và các trường hợp khác. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đa số các hộ dân sống trên và ven kênh rạch là các hộ nghèo, thu nhập thấp, Diện tích nhà đất bị giải tỏa nhỏ, số tiền bồi thường không đủ mua nhà ở thương mại để tái định cư. Do đó, việc đầu tư dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh, phường 12, quận Bình Thạnh cần thiết nhằm chuẩn bị quỹ nhà ở xã hội phục vụ cư trú cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn quận Bình Thạnh cũng như nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Được biết công trình được xây dựng trong giai đoạn 2023 đến 2027 trên diện tích đất khoảng 12.100 m2 quy mô 850 đến 900 căn hộ với vốn đầu tư khoảng 997,4 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư giai đoạn 2021 đến 2025 là hơn 795 tỷ đồng. Vốn đầu tư giai đoạn 2026 đến 2030 là hơn 202,3 tỷ đồng. Về khả năng cân đối vốn cho các dự án từ nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2025 đến 2030 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cam kết đảm bảo theo quy định của luật đầu tư công. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.